Mình chào ở nhà đang xem kênh YouTube Nông Cơ Đăng Hà nha. Hôm nay được những khách yêu cầu quay và test con máy của ta L325 nha, L1325 này. Này em cũng làm một video cho khách yêu cầu nhá. Em sẽ quay sơ bộ qua một vòng để em test chạy nổ máy, test chạy cho anh em tham khảo nhá. Lốp trước rất là đẹp này. Lốp thì Tiron Hàn Quốc nhá. Lốp sau thì lốp lốp bò quen nha, gì đây. Bò rất là đẹp, chất lượng nhá. Dàn da này, bên trong này. Không thể chế được nhá. Bây giờ chạy em đây là 1222 giờ nhá. Con này là số cơ bên cơ trợ lực lại nhé, máy móc rất là khô ráo sạch sẽ nhé. Em chưa bắt cái trọng dựa nên móc 80 giấy vào này nhé, rồi còn khô ráo sạch sẽ này. Con này là chạy cầu vuông nhé. Đang quay tìm luôn giờ không? Tắt điện lại máy đang quay luôn. Rồi, đây em quay vòng sơ bộ xong chạc máy chạy luôn. Đây, xong lột đây. Tất cả mọi thứ là linh kiện con đầy đủ hết nhé. Từ cái ga, tiếng ru, lưu đồng, tóc, số. Sẽ con rất là đẹp nhé. Lúc sau cũng con khá cao nhé. Chính siêu của ta đùi là không rò rỉ nhá. Và bỏ thêm một cái xi nhan chắn bị vỡ thì em cũng bỏ vào đây nhá. Đây hồi em bắt xi nhan lên đây nó hoàng nhá, ghế thì rất là đẹp, khỏi phải suy nghĩ nữa nhá. Máy là đánh một phát một là nổ thôi nhé. Ngoài này của ta thì em có giang ma bảy giờ em 3110 nha anh em nhé. Em cũng báo giá luôn này, cho anh em tham khảo. 3110 65 triệu này. Giang ma FX 32D nhé, còn 75 triệu anh em nhé. Con kia dân má F330 nhá. Con này em đi làm giá cho anh em 70 triệu này. Shibura 95 triệu này. Đó Mitsubishi này. 2201 nữa. Đây Mitsubishi MT2801 nữa. 458DI đời 2015 nữa. Giá thì em cũng báo sơ sơ cho anh em cả nữa. Của ta này. L143 này và rất nhiều xe ở bên ngoài nhá. L165 này, M165 này, bộ có lực mới nhá, 145 triệu cho anh em lựa chọn này. GL32 này, 95 triệu này. 4508 DI này, 137 triệu nhá. SH này. Và một số dân cây, chảo cây, dân sợi, bình long rồi anh em nhá. Bên trong này thì 7040 này. Con này em bữa nay bận rộn với cái giống á, em rảnh để quay xe cây nhiều hơn nhá. Em rảnh rảnh em quay con này cho anh em. Sở lưu cho anh em con này giá 260 này. 7040 rất là đẹp nhá. Rinh đẹp luôn anh em nhá. Này, mâm dân già nguyên rinh vào đó. Em rảnh rảnh em làm video con này cho cả nhà nhá. Bây giờ mùa này mùa mưa em đang đi cây giống á nên em không rành cái quay máy nhiều chi tiết từng con nha. Cũng mới lên video sớm mà có khách yêu cầu quay lại cái con kia thì em làm video sửa cho anh em nhé. Cái dân sợi mình
Hinomoto E22 này là chiều nay là lên đường rồi nhá. Bộ 202 này, cái 2420 này. M4000 này. Và một số dòng sợi bánh lòng, dòng chảo nhá. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em này. Bây giờ của video em chạc về con xe của ta để cho khách nhé. Chạy này giờ mà không còn một tí hơi thừa nhá, quả là ok luôn nhá. Đầu đuôi này ok như được nhá. Thôi thời lượng cũng khá dài rồi, nóng cơ đang hạ, chúc toàn thể anh em có nhiều sức khỏe nhé, hẹn anh em lại trong những clip tiếp theo nhé.